Nay chúng ta học trang 119, Unit 8, bài 8, Culture về văn hóa. Food, thức ăn, chủ đề thức ăn. Listen and point, repeat, nghe chỉ tay và đọc theo. A1. Listen and point. Repeat. 1. Knife. 2. Fork. 3. Spoon. 4. Chopsticks. 5. Noodles. Mời cả lớp luyện đọc. Knife. Có chữ F các bạn phờ nhẹ. Knife. 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 Con dao. Fork. Có chữ R cong lưỡi, có chữ K khờ nhẹ. Fork. 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 Cái nĩa. Spoon. Thì trước khi đọc spoon. 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 Cái thìa, cái muỗng. Chopsticks. Chop xì một cái, tịch khờ xì. Chop tịch. Chopsticks. 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 Nhìn cái chữ đọc. Chopsticks. 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 Đôi đũa. Noodles. Noodles. Noodle là mì sợi cho nên nó không đếm được, bản thân nó có ép nhau, nó không phải số nhiều nha. Noodles. 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 Mì. Rồi mời cả lớp đọc lại. Knife. Knife. Fork. Fork. Spoon. Spoon. Chopsticks. Chopsticks. Noodles. Noodles. Rồi các bạn phải tự viết copy những từ này ra cho nhớ nha. Rồi cô mời các tiên đọc bài. Knife. Fork. Spoon. Chopsticks. Noodles. Good. Mời bạn Nguyệt Quế. Spoon. Knife. 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 Fork. Spoon. 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 Chubby. Chopsticks. Chopsticks. Noodles. Quế ngồi luyện đọc lại nhé con. Mời bạn Linh Chi. Knife. Spoon. Chopsticks. Noodles. Mời bạn Bá Châu. Spoon. Chopsticks. Noodles. Thánh Vy. Fox. 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 Nam. Spoon. Chopstick. Noodles. Bing. Scat. Knife. 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 Fork. Kara. Fork. Spoon. Chopstick. Bing.
Rồi chúng ta qua bài tiếp theo. Play heads up, hãy chơi trò chơi heads up. What's missing? Hình nào bị thiếu? Các bạn thấy cô giáo vừa gắn ở trên bảng những cái hình này và các bạn cúi mặt xuống, cúi mặt xuống bàn. Rồi sau đó các bạn thấy cô giáo gỡ ra mất cái hình nào? Một bạn đoán. Spoon. Yes. Đoán đúng là yes, đoán sai là no. Ha? B. 1. Listen and practice. Listen and practice. Nghe và luyện tập các câu này. We eat ice cream with a spoon. We often eat chicken. My favorite food is fish. Mời cả lớp đọc. We eat ice cream. We eat ice cream. Chúng tôi ăn kem. With là lưỡi đào. With a spoon. With a spoon. Bằng với cái muỗng. Một số bạn đọc cái muỗng, một số bạn đọc cái thìa. À. Câu tiếp theo. We often eat chicken. We often eat chicken. Đang đọc bài thì các bạn phải tập trung vô đọc chứ sao lại viết bài. We often eat chicken. Chúng tôi thường ăn thịt gà. My favorite food is fish. My favorite food is fish. Thức ăn yêu thích nhất của tôi là cá. Rồi chúng ta qua luyện tập bài tập nè. Các bạn thấy thiếu từ nào các bạn viết vô. Look and write, practice. Nhìn và viết, hãy luyện tập. Câu 1, we eat ice cream with a spoon. Chúng tôi ăn kem với bằng với một cái muỗng, cái thìa. Câu số 2, we eat fish. Chúng tôi ăn cá. Ăn cá dùng từ gì vậy? Hả? With chopsticks. À, chúng tôi ăn cá bằng với cái đũa. À, dùng đũa để gắp cá. Câu 3, we often gì đó noodles. Ở đây thiếu một cái động từ ăn ha. Cần ăn mì. My gì đó food is pizza. Còn một từ còn lại là favorite food. Thức ăn yêu thích nhất của tôi là bánh pizza. Rồi. Yeah. No, rồi bây giờ qua bài tốc độ khó hơn này, các bạn chú ý nghe nha. Read and circle, nghe đọc và khoanh tròn. Focus on, hãy tập trung vào eating in the USA, việc ăn uống ở nước Mỹ. Rồi bây giờ các bạn nghe, chỉ tay vào những cái từ khó. My name's Daniel. I'm from the USA. In my house, we often eat pizza. My favorite food is steak. We eat with a knife and fork. We eat some dishes with a spoon. Các bạn thấy ta đọc nhanh không? Đó, các bạn phải luyện đọc vậy đó. Cả lớp đọc lại. My name's Daniel. My name's Daniel. My name's Daniel. I'm from the USA. From the USA. From the USA. Tôi ở nước Mỹ. In my house, we often eat pizza. In my house. In my house. In my house. In my house.
Trong ngôi nhà của tôi. We often eat pizza. We often eat pizza. We often eat pizza. Eat, sao lại đọc mít? We often eat pizza. We often eat pizza. We often eat pizza. Chúng tôi thường ăn bánh pizza. My favorite food is steak. 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 My favorite food is steak. Thức ăn yêu thích nhất của tôi là bò bít tết. We eat with a knife and fork. We eat with lè lưỡi nào with. Có chữ thở là phải lè lưỡi. We eat with. Linh Chi đọc bài. We eat with. Nguyệt Quế đọc bài. We eat with. Chúng tôi ăn bằng với. A knife and fork. A knife and fork. Một con dao và một cái nĩa. We eat some dishes. We eat some dishes. With a spoon. With a spoon. Chúng tôi ăn bằng vài cái dĩa với một cái muỗng. Bạn Daniel is from Vietnam hay là the USA? Câu số 2. He and his family often eat steak and pizza. Pizza. Gia đình của anh ấy và cậu ấy ăn pizza hay là beef steak? Pizza. We often là thường eat pizza. Câu tiếp theo. His favorite food is noodle or steak. 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 Yeah. Món ăn yêu thích nhất của cậu ấy là bò bít tết. Okay. Number four, they eat with a knife and chopstick or forks. Họ ăn bằng với một con dao và một cái nĩa. Đó, các bạn đọc thông tin, sau đó các bạn chọn ha. Ở đây là bánh pizza, đây là bánh steak. Steak là bò bít tết ăn với lại khoai tây chiên. D. 1. Look and listen. Look and listen. Nghe và nhìn và nghe. Bây giờ các bạn nghe trước này. Các bạn viết vô này. Các bạn nghe. Do you use chopsticks in the USA, Emma? No, we don't. We use a knife and fork. Do you eat noodles? No, we don't. We eat steak. Do you use chopsticks in Vietnam, Tao? Yes, we do. We use chopsticks and a spoon. Do you eat noodles? Yes. My favorite food is bún bò. Các bạn có nghe được câu số 2, số 3 và số 4 không? Hả? Đó. Vậy bây giờ có hai bạn nói chuyện với nhau, bạn Thảo và bạn Emma nói chuyện với nhau, hỏi là bạn ăn bằng cái gì, sử dụng
Thì nĩa, dao hay là muỗng, đũa? D2. Listen and write. Listen and write. Nghe và viết. Rồi, mời các bạn bắt đầu viết chưa? Look at the pictures. Listen. There is one example. One. Do you use chopsticks in the USA, Emma? Do you use? You see that? Do you use chopsticks? Chopsticks in the USA, Emma? In the USA, Emma? Bạn sử dụng đũa ở nước Mỹ phải không? Hiểu câu này không? Yeah. Emma ơi, bạn có sử dụng đũa ở nước Mỹ không? Ở nước Mỹ thì bạn có dùng đũa để ăn không, Emma? Hiểu câu này chưa? No, we don't. Bạn trả lời sao? No, we don't. No, we don't. Không, chúng tôi không dùng đũa. We use a knife and fork. We use a knife and fork. Đã lắm nào. We use, see that again. We use a knife and fork. We use a knife and fork. We use a knife and fork. Chúng ta dùng một con dao và một cái nĩa. Can you see the word? This is an example. Now listen and write. Do you eat noodles? Do you eat noodles? Do you eat noodles? Bạn có ăn mì không? No, we don't. No, we don't. No, we don't. Không, chúng tôi không ăn mì. Mì bún phở miến. We eat steak. We eat steak. We eat steak. We eat steak. Chúng tôi ăn bò bít tết. Two. Do you use chopsticks in Vietnam, Tao? Do you use chopsticks? Do you use chopsticks? Do you use chopsticks? In Vietnam, Thao. In Vietnam, Thao. Thao ơi, ở Việt Nam bạn dùng đũa để ăn phải không? Yes, we do. Yes, we do. Yes, we do. Vâng, đúng rồi. We use chopsticks and a spoon. We use chopsticks. We use chopsticks. We use and a spoon. And a spoon. And a spoon. And a spoon. Chúng tôi dùng đũa và một cái muỗng. Do you eat noodles? Nghe được từ gì?
Do you eat noodles? Do you eat noodles? Nguyệt Quế xong mở miệng to ra đọc hả? Rồi Linh Chi đang làm gì á? Do you eat noodles? Bạn có ăn mì không? Yes, my favorite food is bún bò. Yeah. Yes, my favorite food is bún bò. Yeah. Có, thức ăn yêu thích nhất của tôi là bún bò. Các bạn về đọc bài những cái câu này cho nhớ nha, để các bạn hỏi người ta ăn gì, có sử dụng cái gì không ha. Wow, bây giờ mình qua phần bài tiếp theo hơi khó nha. Read and circle, true or false. Đọc và khoanh tròn đúng hay là sai. Rồi các bạn tự đọc đi, tự khoanh đi nha. Ai làm sai một câu trừ điểm nha. Bây giờ các bạn focus on, hãy tập trung vào eating in Vietnam, việc ăn uống ở nước Việt Nam. Rồi bây giờ ở Việt Nam mình ăn uống sao đây? Chú ý nghe, chỉ tay những cái từ khó. My name's Tuan. I'm from Vietnam. We often eat rice and noodles. My favorite food is pho. In my house, we eat with chopsticks and a spoon. We don't use a knife. Rồi bạn đọc nhanh dữ nhỉ? Cả lớp luyện đọc nhanh. My name's Toàn. Tên của tôi là Toàn. Đọc nhanh lên. From Vietnam. Tôi ở Việt Nam. We often eat rice. We often eat rice. We often eat rice. Chúng tôi thường ăn cơm. And noodles. And noodles. Và mì. My favorite food. My favorite food is pho. Is pho. Thức ăn yêu thích nhất của tôi là phở. In my house. Trong ngôi nhà của tôi. We eat with chopsticks. We eat with chopsticks. And a spoon. And a spoon. Chúng tôi ăn bằng với đũa và một cái thìa. Bằng đôi đũa và một cái thìa. We don't use a knife. We don't use a knife. Chúng tôi không dùng dao. Rice có nghĩa là cơm á. Rồi vậy câu số 1 Toàn is from Vietnam. Đúng không? True or false? True. Câu số 2 they often eat steak. Họ thường ăn bánh thịt bò bít tết đúng không? Sai. Họ ăn cơm với lại noodle ha, mì. His favorite food is pho. Thức ăn yêu thích nhất của cậu ấy là phở. They don't use a spoon. Họ không sử dụng muỗng. Ok. Chúng ta qua bài tiếp theo. Write about you. Hãy viết về chính bạn. What is your name? Tên của bạn là gì? Viết ra. Người ta hỏi your name thì mình trả lời my name is, tên của mình viết ra đi.
My name is Dan. What do you often eat? Bạn thường ăn cái gì? I often eat rice and chicken. Chicken hay là noodle gì đó. Tùy các bạn muốn viết gì viết ha. What is your favorite food? Thức ăn yêu thích nhất của bạn là gì? My favorite food is... Người ta hỏi thức ăn thì mình chỉ nói pizza hoặc là chicken cho nó lẹ ha. Cô thích ăn noodle thì cô viết noodles. Được chưa? What do you eat with? Bạn ăn bằng với cái gì vậy? Bạn sử dụng ăn bằng cái gì? I eat with chopstick and a spoon. Tôi ăn bằng đũa và bằng muỗng. What don't you use? Bạn không sử dụng cái gì? I don't use a knife. Tôi không sử dụng dao trong lúc ăn. Rồi bây giờ các bạn qua phần tiếp theo. Look at E. Hãy nhìn vào cái bài viết E. Là cái bài của bạn Toàn nè. Now write about eating in your house. Bây giờ hãy viết một cái bài về trong nhà của bạn. Đó, các bạn phải nhìn cái bài đó viết ra. Write 10 to 20 words. Phải viết từ 10 đến 20 từ vựng. Phải các bạn viết cho cô từ 5 đến 10 câu. Talk about your favorite food và hãy nói về thức ăn yêu thích nhất của mình. Vậy hồi nãy mình nói my favorite food is noodles. Thì các bạn nói là thức ăn yêu thích nhất của tôi là noodle. Rồi bây giờ viết cái bài này cho cô, nhìn vào cái bài bạn Toàn viết vào. Rồi các bạn viết cái câu của bạn Toàn, các mình thay thế tên. My name's Dan. I'm from Vietnam. We often eat rice and noodles. My favorite food is noodles. Các bạn thay thế vào thành bài của mình. In my house, we eat with chopsticks and a spoon. We don't use a knife. Rồi tới đây các bạn hiểu bài chưa? Đó, tự viết cho mình một bài nha. Rồi, bài học đã xong.